Hiện để một alken bất kỳ có dạng để hợp chất trên có đồng phân hình học nhé, để hợp chất trên có đồng phân hình học đó là gì? R1 khác R2 và R3 khác R4. Ok chưa? Mình sang câu 22 này. Cho alken sau, tên thay thế của alken này là. Rất nhiều cháu không biết cách gọi tên alken. Rất rất nhiều cháu không biết cách gọi tên alken. Bây giờ chúng mình hướng dẫn lại chúng ta cách gọi tên alken nhé. Bước 1 phải vẽ lại cái mạch đã. C này, C này, C này, nối đôi C này, C này, C này, C. Bước 1 như vậy, được chưa? Bây giờ bước 2 đánh số. Đánh số thì mình phải đánh số từ carbon gần nối đôi nhất nhất trước, được chưa? Vậy anh này là 1 2 3 4 5, được chưa? Vậy ở đây mình sẽ có là ở vị trí số 2 này, metin này, vị trí số 3 này, metin này. Vậy nó là 2,3 dimetin, 2,3 dimetin, bởi vì có hai thằng carbon mà, hai nhóm CH3 mà. 2,3 dimetin, được chưa? Đếm này, mẹ em phải bón phân pentờ. Pentờ 2,3 dimetin pentờ. Mấy en đây? 1 2 2 en. 2,3 dimetin pentờ. 3 en là sai hết. 2,3 dimetin pentan sai hết. 2,3 dimetin pentờ 2 en, cái này mới đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok. Dễ mà đúng không? Dễ hơn là húp cháo. Mình sang câu tiếp nhé. Câu 23. Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Câu 23. Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Thế thì chúng ta phải dựa vào cái điều kiện lúc nãy mình học đây. Đúng không? R1 khác R2, R3 phải khác R4 thì mình mới biết là có đồng phân hình học hay không. Vậy này, điều kiện để có đồng phân hình học đầu tiên phải có nối đôi. Thằng này có nối 3, toang. Được chưa? Thằng này không có nối đôi, toang. Vậy mình chỉ xét thằng B với thằng C thôi ạ. Được chưa? Thằng C chúng mình viết là thằng B chúng mình viết là cho các cháu nhìn nhá. C nối đôi C này. F này. F này. F này. F này, và mình nhìn thằng F này giống thằng F này, thằng F này giống thằng F này. Vậy điều này chứng tỏ rằng là chất B không có đồng phân hình học ạ. Đúng chưa? Chất B không có đồng phân hình học. Còn chất C thì sao? Chúng ta nhìn chất C nhá. Chất C nhá. Ôi thôi rồi, tờ giấy nháp rồi. Đây 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 đây. Lấy tờ giấy nháp này. Đây chúng ta nhìn này, cái thằng chất C này. Chất C chúng mình viết là cho chúng ta nhìn nhá, nhìn thật kỹ nhá. Ở trong lớp này có chú Minh chưa có người yêu. CH3 này, C này, H này, nối đôi này, C này, H này, CH2 này, CH3 này. Chúng ta nhìn thấy này, cháu này, cháu CH3 khác cháu H. Đúng rồi, cháu CH2, CH3 khác cháu H. Vậy này, thằng này khác này này giống như kiểu cánh bướm, đúng không? Khác nhau, vậy nó là một con bướm. Vậy ở đây, chúng ta đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. C đúng nhá. C đúng, ok. Ok chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Câu 24. Câu 24, sản phẩm chính thu được. Câu 24 sản phẩm chính. Lưu ý ở đây là hỏi sản phẩm chính nhá. Đề bài hỏi chúng ta sản phẩm chính. Đã thu được khi cho 2 metin propen tác dụng với HCl. 2 metin propen. Propen đây. Đây là propen. 2 metin propen đây. Được chưa? Tác dụng với HCl. HCl thì nó coi như là HX, được chưa? Thì có clo này là chân dài, được chưa? Clo này là chân dài được coi là X, X chân dài. Vậy chân dài thì sẽ cặp với gì các cháu? Chân dài thì sẽ cặp với các gì ạ? Chân dài cặp với gì? Chân dài cặp với đại gia hay là cặp với chí phèo ạ? Đây, khi mà liên kết pi đứt ra thì chia hai cái vạch lên, đúng chưa? Anh này nhà một tầng, anh này nhà hai tầng. Nếu em là chân dài, em chọn anh nhà một tầng hay anh nhà hai tầng? Dĩ nhiên chúng ta sẽ ưu tiên chọn anh nhà hai tầng hơn, clo sẽ cắm vào đây hơn, đúng chưa? Còn lại H cắm vào vị trí còn lại, được chưa? Đây vị trí carbon số 1, carbon số 2, carbon số 3. Vậy thằng này sẽ được đọc là gì? Hai clo, clo tại vì chữ cờ nhé, tại vì chữ cờ này đứng trước chữ m, đúng chưa? Hai metin. Đấy, người ta sắp xếp thứ tự thế này, các cháu hiểu không nhỉ? Chữ C đứng trước chữ M nên là hai clo phải đọc trước, hai metin đọc sau, được chưa? Mẹ em phải, vậy là hai clo hai metin propan. Hai clo hai metin propan. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò. B bò. B bò. Ok. Nào 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 nào. Tiếp tục nhá, sang câu 25. Hôm nay đông cháu đây này thì tí nữa đến câu 30 chúng mình lại phát quà tiếp. Câu 25. Tên gọi của hydrocarbon mạch hở có một liên kết đôi là. Câu 25 nhá. Tên gọi một hydrocarbon mạch hở có một liên kết đôi là. Lưu ý nhá, đây nhá. Tên gọi một hydrocarbon mạch hở có một liên kết đôi. Chú ý ở đây là yêu cầu là có một liên kết đôi thì ancan là no hết, là không có liên kết đôi nào. Được chưa? Olefin thì chính là alken, đúng chưa? Olefin thì chính là alken. Vậy thì nó sẽ có một liên kết đôi, một liên kết đôi. Ok chưa? Aren là rất nhiều là rất nhiều liên kết đôi. Ankin là có một liên kết ba, một liên kết ba. Vậy ở đây mình có này,
olefin là anken có một liên kết đôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. Câu 25 đáp án A. Mình sang câu 26 nhá. Câu 26, anken là, ở đây định nghĩa anken là những hydrocarbon không no trong phân tử có một liên kết 3. Sai rồi, anken nó phải có một liên kết đôi cơ ạ. Đúng không? Ý B, những hydrocarbon mạch hở có một liên kết đôi trong phân tử. Được. Những hydrocarbon không no có một liên kết đôi trong phân tử. Được. Những hydrocarbon không no, cái này chung quá. Vậy ở đây anken đúng nhất nó phải là những hydrocarbon không no và có một liên kết đôi trong phân tử nhá. Những cái câu đúng nhất là những hydrocarbon không no và có một liên kết đôi trong phân tử. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C, đáp án C. Ok. Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 27. Không biết có nhanh quá không nhỉ? Câu số 27, chất tham gia phản ứng trùng hợp là, chúng ta muốn làm được câu 27 này, chúng ta muốn làm được câu 27 này, muốn chọn được những chất tham gia trùng hợp, các cháu chú ý là cái phần mà hỏi về trùng hợp này nó có liên quan lớp 12 nhé. Lớp 12 vẫn thi cái này ạ. Lớp 12 vẫn thi cái này. Thế nên các cháu cần chú ý nhá. Ở đây này, điều kiện để thực hiện phản ứng trùng hợp, lưu ý mình có điều kiện. Điều kiện là nó có nối đôi CC. Được chưa? Chỉ cần có nối đôi CC là thực hiện phản ứng trùng hợp. CH4 không có nối đôi CC, toang. CH3 không có, toang. Được chưa? Vậy là chỉ có thằng 3 và thằng 4 thực hiện phản ứng trùng hợp thôi. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Combo thêm một tí món quà dành cho tất cả các cháu đang học của chúng mình là đây này. Bây giờ chúng mình viết cho các cháu cái phương trình này, bởi vì cái phương trình này, phương trình trùng hợp hai cái chất này nó rất quan trọng. Bởi vì là nó có cả thi trung học phổ thông quốc gia luôn, nên nó cực kỳ quan trọng luôn. Nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành CH2 này, CH2 này, N lần các cháu ạ. Đấy, N lần. Được chưa? Anh này có tên gọi là etylen. Thì sau khi mà trùng hợp xong, thì nó được gọi là polyethylene. Và rất nhiều cháu không biết cách cái gọi tên viết tắt của nó. Thì chú Minh dạy các cháu cách viết tắt nhé. Viết tắt là chữ đầu PE. PE. Vậy thằng này được ứng dụng làm túi bóng nhá. Cái túi bóng mà chúng ta vẫn dùng đấy, túi bóng này chúng ta vẫn được đồ đấy. Đấy, ứng dụng của nó là túi bóng. Nào, 4 này, bây giờ chúng mình viết thằng 4 cho chúng ta nhìn nhá. Rất nhiều cháu không biết viết cách cái thằng 4 này. Bao nhiêu năm dạy chúng mình biết rồi. Rất nhiều đứa không biết viết nhá. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ này, thằng 4 này, CH này, gạch này, CH2 này, một vạch đằng trước, một vạch đằng sau này, thằng này bẻ xuống CH3, được chưa? N lần. Nhìn rõ chưa? Đây anh này tên là propylene. Thì anh này có tên gọi là polypropylene nhá. Polypropylene. Polypropylene thì viết tắt là PP, hay còn được gọi là nhựa PP. Thằng này thì được sử dụng làm gì? Màng bọc thực phẩm. Màng bọc thực phẩm là cái màng bọc mà hay bọc ở bên trong cái tủ lạnh của chúng ta đấy, được chưa? Đấy, chúng ta hay được bọc ở bên trong cái tủ lạnh chúng ta. Vậy đáp án đúng chúng ta vẫn là đáp án D, 3 và 4 các cháu nhá. Chúng ta sang tiếp này. Câu 28. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H8. Khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Lưu ý ở đây là cho một sản phẩm duy nhất. Được chưa? Ok chưa? Vậy công thức cấu tạo của X là, chúng ta nhìn nhá. Thằng A này thử xem là cho tác dụng này. Thằng A là CH3 này, CH này, nối đôi này, CH này, CH3 này mà cho cộng với HBr. Đúng không? Thì nó sẽ tạo thành cái gì? Thì khi mà đứt ra CH3 này, CH này, CH này, CH3 này thì này đứt ra nó chìa ra, nó chìa ra hai cái vạch ra. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta chú ý này, bây giờ HBr thì mình coi mình vác thằng Br này đi nhá. Ở đây mình vác thằng Br này đi này. Br này có thể cắm ở đây hoặc cắm ở đây. Thế các cháu chú ý này, Br cắm ở đây hay cắm ở đây nó đều như nhau. Đúng không? Vậy Br cắm ở đây hay cắm đây nó như nhau? H cắm ở còn lại. Vậy thì chắc chắn là cái thằng này chỉ cho chúng ta chỉ thu được một sản phẩm duy nhất rồi. Đúng chưa? Đây, hai chất này nó trùng nhau, các cháu nhìn nhá. Chúng mình viết lại cho các cháu nhìn. Đây, Br vào đây. Đây CH, H. Đây, CH3. Thì đúng hai chất này trùng nhau. Ê, các cháu chuẩn xiên một cái que qua đây, quay 180 độ, thằng này sẽ biến thành thằng này. Đúng chưa nào? Vậy ở đây mình có là đáp án đúng là đáp án A. Câu 28 đáp án A nhé. Câu 29. Câu 29 là một cái câu về phản ứng trùng hợp rất là hay. Rất là hay luôn, bởi vì là rất ít cháu làm được cái câu 29 này. Bởi vì là nó là dạng lạ nhá. Nó là dạng lạ, nó thuộc vào cái mô típ dạng lạ. Thì bây giờ chúng mình sẽ chữa cho các cháu nhìn này. Câu 29 này. Thực hiện phản ứng trùng hợp ethylene. Ethylene là CH2 nối đôi CH2 nhá. Nhiệt độ này, áp suất này,
xúc tác này để tạo thành CH2 này, CH2 này, tất cả N lần, được chưa? N lần, được chưa? Một trong các polymer thu được có khối lượng phân tử là 42.000. Vậy anh này phân tử khối bằng 42.000. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình có này. Hoàn toàn đây mình có này. Anh này là 14 cộng 14, được chưa? 14 cộng 14 được bao nhiêu nhân với N? Bằng 42.000. Ok, vậy hoàn toàn ở đây tôi được 28N thì bằng 42.000. Ok, vậy đến đây mình tìm được N bằng 42 chia cho 28. 42.000 chia cho 28 thì bằng 1.500. Vậy N chúng ta bằng 1.500. Vậy đây chính là số mắt xích, chính là C. Được chưa? Thì cái số mắt xích này nó cũng chính là hệ số polymer hóa, nó cũng chính là hệ số trùng hợp. Các cháu chú ý nhá. Các cháu thật sự chú ý nhá. Đấy, cái câu này là câu dạng lạ nhưng mà rất là dễ thôi. Hoàn toàn là một câu cứu điểm. Sau này các em, các cháu đi làm vào bài thi, các cháu gặp câu này là nhớ là câu này là câu cứu điểm nhá. Đừng có mà bỏ câu này đi là rất là tiếc. Đấy chưa? Bây giờ chúng ta sang cái câu số 30. Đấy chưa? Câu số 30. Câu số 30. Nói lại câu 30 cho các bạn chưa kịp theo dõi này. Chúng mình nhắc lại một lần nữa này. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hydrolefin. Hydrolefin thì là anken. Anken thì luôn luôn có N nước thì bằng NCO2, được chưa? Và mình ứng dụng cái N nước bằng NCO2 này thì mình luôn luôn có một điều là M cộng 4 chia 18. Đây, M cộng 4 chia 18 thì bằng M cộng 30 chia 44. Ok. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là 44M cộng 4 nhân 44 thì bằng 18M cộng 30 nhân 18. Và từ đó chúng ta tìm ra được M của chúng ta bằng 14. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Ok, mình sang câu tiếp nha. Câu số 31 nào. Câu số 31. Câu số 31. Đốt cháy 2,24 lít một anken. Đốt cháy 2,24 lít một anken. Chúng ta phải nhớ được cái công thức của anken nhé, và mình phải viết được cái phương trình cháy của anken nhé. Đây, anken chúng ta là CnH2n. Chúng ta tìm được số mol của anken là 2,24 mà chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Được chưa? Đốt cháy là tác dụng với oxy thì thu được CO2 cộng với lại H2O. Đây là N, đây là N nhé. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình cân bằng này. 2N cộng N là 3N. Đây là 3N phần 2. Được chưa? Thế thì 50,4 lít không khí này thì chúng nó có là 20% là oxy. Vậy mình tìm được VOC nguyên chất sẽ bằng, VOC nguyên chất sẽ bằng 50,4, 50,4 nhân với 0,2, nhân 0,2 bằng 10,08. 10,08 lít, 10,08 lít. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol là lấy 10,08 chia 2,4 thì ra được số mol oxy bằng 0,45 mol oxy các cháu ạ. Bằng 0,45 mol oxy. Vậy ở đây là 0,45. Vậy tới đây chúng ta thực hiện nhân chéo là ra cái bài này nhá, nhân chéo. Chúng ta sẽ có 0,1 nhân với lại 3n phần 2 thì bằng 0,45 nhân với 1. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây ta sẽ được suy ra mình có 0,1 chia cho 2 bằng 0,05 nhân 3n thì bằng 0,45. Vậy đến đây mình tìm được n của mình bằng 0,45 chia cho 0,15. 0,45 mà chia cho 0,15 thì bằng 3. Được chưa? Vậy n của chúng ta ở đây bằng 3. 3 thì mình thế vào công thức này, mình được nó là C3H2 nhân 3 là 6. C3H6. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. C3H6. Ok. C3H6 nha. Chúng ta sang câu tiếp, câu 32. Vậy là những cái câu tính toán về anken này khá là dễ, nhưng mà nó là những cái câu mà rất rất hay thi trong các đề kiểm tra các cháu. Các cháu cần bắt được tủ nhá, cần bắt được tủ nhá. Chúng ta có này, chúng mình nhắc lại câu 32. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí X gồm hai anken là đồng đẳng kế tiếp. Đây này, cái dạng bài tập đồng đẳng kế tiếp là dạng rất rất hay thi nhá. Dạng đồng đẳng kế tiếp là dạng rất rất hay thi, các thầy cô rất thích kiểm tra, mà khả năng cao các cháu còn bị kiểm tra online nữa cơ, bởi vì bộ là đồng ý với việc mà kiểm tra online rồi. Đồng đẳng kế tiếp, vậy mình cần nhớ được công thức tổng quát của anken. Anken là CN trung bình, H2N trung bình, đúng không? Số mol là 3,36 chia 2,4 thì bằng 0,15, được chưa? Vào bình đựng nước brom, vào bình đựng nước brom thì thấy M bình tăng, nước brom nó giữ lại anken, có nghĩa nó giữ lại CnH2n. Được chưa? Vậy suy ra một điều là M bình brom tăng, M bình brom tăng thì chính bằng M anken. Ok. Và M bình brom tăng đề bài cho chúng ta bằng 7,7. Bằng 7,7. Vậy khối lượng thằng anken này cũng bằng 7,7. Ok. Được chưa? Bằng 7,7. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được phân tử khối trung bình của anken. Phân tử khối trung bình của anken thì bằng 7,7 chia cho 0,15. Ok chưa? 7,7 chia 0,15. 7,7 chia 0,15 thì mình có 7,7 chia 0,15 bằng
51,33. 51,33. 51,33. Ok chưa? Vậy mình có này, phân tử khối của x ở đây của chúng ta nhìn nhá, bằng 12n cộng 2n, bằng 12n cộng với lại 2n. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được n bằng 51,33 chia 14. Thằng này chia cho 14 thì bằng 3,66. 3,66. Ok. Đấy, mình tìm được đến đây rồi. Đây là một cái kỹ năng cần làm trong phần mà đồng đẳng kế tiếp. Các cháu cần phải lưu ý đến từ đồng đẳng kế tiếp. Vậy thì số nguyên tử carbon của nó phải là hai số kế tiếp. Thằng 3,66 này lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4. Được chưa? Vậy một thằng là C3H6, một thằng là C4H8. Các cháu nhớ chưa? Một thằng là C3H6, một thằng là C4H8. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Ok. Ok, hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa? Hiểu chưa thì chấm cái nhá. Nào chúng ta sang câu tiếp nhé. Câu số 32. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 33. Đấy, bây giờ chúng ta sang những cái câu bài tập tính toán nó đòi hỏi cái độ IQ nó cao hơn một chút xíu. Các cháu chú ý làm bởi vì là ở những cái câu này là câu rất rất bị hay bị các thầy cô hỏi ở trên lớp cũng như ở trên trường nhá. Chú Vinh giải cực kỳ kỹ cho các cháu, các cháu chỉ cần chú ý xem học là hiểu thôi. Này câu 33, cố gắng một tí xíu là được. Câu 33 này, cho 896 ml thì cái này có nó có phải bằng là 8,96 lít không ạ? Được chưa? Mà đề bài bói là alken x. Vậy chúng ta lại ký hiệu alken của chúng ta nó là CnH2n nhá. Được chưa? Thế thì số mol của nó là 8,96 chia 2,4. 8,96, 8,96 chia 2,4 bằng 0,4 mol. 0,4 mol nhé. 0,4 mol này. 0,4 mol qua dung dịch brom dư. Qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng. Thế lại như cũ, đúng không? Ta có này, khối lượng bình brom tăng. Bình brom tăng chính bằng khối lượng thằng bị giữ lại, chính bằng khối lượng của thằng alken. Đúng chưa? Vậy khối lượng thằng này bằng 22,4. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối. Phân tử khối của X sẽ bằng 22,4 chia cho 0,4 và bằng 2,4 chia 0,4. 2,4 chia 0,4 thì bằng 5,56 gam. 56. Phân tử khối của nó bằng 56. Mặt khác đây là 12n cộng 2n. 12n cộng 2n. Vậy đến đây mình tìm được n bằng 56 chia 14. 56 chia 14 thì bằng 4. Được chưa? Vậy n chúng ta bằng 4. Vậy suy ra công thức của nó là C4H8. Được chưa? C4H8. Vậy mình nhìn đáp án nhé. Mình nhìn đáp án này. Thằng này loại 1, 2, 3, 4, 5. C5 loại. Thế thằng này C4 này. Thằng này C4 này. Thằng này cũng là C4 này. Đề bài cho ta một cái yêu cầu. Và cái dạng yêu cầu này rất hay thi ạ. Cái dạng yêu cầu này cực kỳ hay thi. Và đề thi rất thích ra những cái thằng như này. Là yêu cầu nó có đồng phân hình học. Được chưa? Khi mà yêu cầu nó có đồng phân hình học thì mình phải nhìn, mình nhớ điều kiện đồng phân hình học nhé. Đúng chưa? A khác B và C khác D. Thì mình nhìn thằng này có nối đôi đầu mạch này, không có đồng phân hình học. Được chưa? Mình nhìn thằng B nhé, mình nhìn thằng B nhé. Chúng mình viết lại thằng B sang bên cạnh cho các cháu nhìn này. H này. Được chưa? CH3 này. H này. CH3. Thì chúng ta nhìn thấy thằng này có đồng phân hình học bởi vì thằng H nó khác thằng CH3. Được chưa? Thằng H nó khác thằng CH3. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là hai thằng này khác nhau. Đây thằng H khác CH3, thằng H khác CH3. Vậy là ok, đáp án đúng là đáp án B bò. Ok, đáp án đúng đáp án B bò nha. Chúng ta sang câu tiếp này. Câu 34. Câu 34 này. Câu 34. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm hai anken vào bình nước brom dư. Lại là hai anken. Hai anken này vậy thì bây giờ chúng ta lại đặt công thức chung là CN trung bình, H2N trung bình. Và hoàn toàn chúng ta tìm được, nó cứ theo một cái mô tuýp cũ thôi, chúng ta tìm được số mol của nó bằng 3,36 chia cho 2,4 thì bằng 0,15 mol. Được chưa? 0,15 mol vào bình đựng nước brom dư các cháu ạ. Đây, brom dư thì thấy khối lượng bình tăng, lại thấy khối lượng bình tăng 7,7. Ôi chốc, ba câu này quen quen nhỉ. 7,7. Chúng mình giải nhanh câu này được không nhỉ? Vậy chúng ta có này, khối lượng bình tăng chính bằng khối lượng anken nhá. Khối lượng bình tăng chính bằng khối lượng anken. Vậy hoàn toàn mình tìm được phân tử khối của anken. Ở đây là 12N cộng 2N là 14N. Đúng chưa? 14N trung bình thì bằng 7,7 chia cho 0,15. 7,7 chia cho 0,15 này. 7,7 chia 0,15 thì bằng 51,33. 51,33. 51,33. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N trung bình bằng 51,33 chia cho 14.
Đúng rồi, hình như làm rồi. Bằng 3,66. Bằng 3,66. Thằng này lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. Vậy một thằng là C3H6, một thằng là C4H8. Ok, một thằng C3H6, một thằng C4H8 nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Ok, chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Câu số 35. Câu tiếp theo, câu số 35. Chúng ta còn 5 câu nữa thôi các cháu ạ. Rồi, sang câu tiếp theo, câu số 35. Câu số 35 này là một câu khá là khó lên một chút xíu nhá. Khó lên một chút xíu xíu thôi. Chúng mình để cho nó chút tận có chút khó là một tí xíu thôi. Đốt cháy hoàn toàn 10 ml hydrocarbon X. Được chưa? Hydrocarbon X thì chúng mình nhìn này, A này, B này, C này, D này, cả A, B, C, D chúng ta đều nhìn thấy nó là anken. Vậy thì chẳng có tội gì mình không ký hiệu hydrocarbon X là anken. CnH2n. Được chưa? Đúng rồi, câu 34 này như chúng mắt lé. Sorry cả nhà. Ở đây đề bài không nói chúng ta là có đồng đẳng kế tiếp hay không. Chúng mình vừa chọn C3 và C4 là sai. Sorry cả nhà. 3,36 này, 3,66 thì một thằng nhỏ hơn 3,66, một thằng lớn hơn 3,66 là được. Thì là loại thằng C4 với C5. Được chưa? Thằng 2 này nhỏ hơn 3 cũng được, thằng 4 này lớn hơn 3 cũng được. Thằng 3 này nhỏ hơn 3,66, thằng 4 này lớn hơn 3,66 đều được. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D, A hoặc B nhá. Thank you, chúng mình mắt lé. Chính xác, đáp án đúng đáp án D. Thank you cả nhà. Nào, chúng ta sang tiếp nhé. Chúng ta sang tiếp nhé. Chúng mình vừa mới nói lại cái câu số 35. À, các cháu chú ý này. Câu số 35 này. Mình có này. Đốt cháy hoàn toàn 10 ml. Đốt cháy hoàn toàn 10 ml. Đây chúng ta vừa có là A, B, C, D đều là anken. Vậy mình ký hiệu thằng X của mình là anken nhé. Vào tác dụng vừa đủ với 60 ml khí oxy. Đây là 10 này. Ở đây tác dụng vừa đủ nhé. Thì đây là 60 này. Sau phản ứng thu được CO2 là 40. Đúng chưa? Cộng với lại nước. Ok. Đề bài nói này. X là mất máu dịch brom. Được chưa? Và có mạch carbon phân nhánh, các cháu lưu ý nhé, mạch carbon phân nhánh, carbon phân nhánh, thằng này mặt thẳng thẳng không phân nhánh, vứt. Được chưa? Carbon phân nhánh cơ. Vậy ở đây nhé, chúng ta có này, bước 1 là mình đi bảo toàn carbon thôi, mình có này, số nguyên tử carbon sẽ bằng số mol CO2 40 chia 10 bằng 4, sao? C4. Đúng chưa? C4 mà lại có mạch carbon phân nhánh thì nhìn cháu này, 1 2 3 4 5, C5 vứt. Đấy, cháu này C mấy đây? 1 2 3 4 5. Vứt nốt, được chưa? Vậy ở đây mình có 1, 2, 3, 4. Vậy mình chỉ có đáp án B, đủ 4 carbon thôi. Vậy là ngon, lành cành đào, húp như húp cháo rồi các cháu ạ. Dễ nhá, đáp án đúng là đáp án B bỏ, rất là dễ. Vậy chúng ta ở đây chúng ta nhớ là số nguyên tử carbon, chúng ta có một công thức là số nguyên tử carbon thì luôn luôn bằng số mol CO2 chia cho số mol cháy các cháu nhá. Luôn bằng số mol CO2 chia cho số mol cháy. Ok. Ok nào. Chúng ta sang câu 36, một câu level khá là cao. Nhưng mà yên tâm, chúng mình cần hết. Câu 36, một câu level khá là cao nhá. Chúng mình cần hết. Đốt cháy hoàn toàn agam hỗn hợp eten. Đốt cháy hoàn toàn agam hỗn hợp eten. C2H4, được chưa? Propen, C3H6, được chưa? But2en, C4H8, ok chưa? Cần, thế thì có nghĩa là ở chỗ này là chúng ta phải biết được cái công thức hay là phải từ cái tên gọi mà mình tìm ra được công thức. Thì eten là mẹ em là C2. Đúng chưa? Propen là mẹ em phải thì nó là C3. Bút 2N là mẹ em phải bót, vậy là C4H8. Ok. Cần dùng vừa đủ V lít B lít khí oxy, oxy thì thu được CO2 số mol là 2,4 mol. Số mol nước, đây, số mol nước cũng là 2,4 mol. Thực ra chúng ta nhìn thấy là điều dễ nhiên thôi, bởi vì bọn này là anken mà. Anken thì đốt cháy luôn luôn cho số mol nước bằng số mol CO2. Đây bài hỏi chúng ta là giá trị của B. Thế thì vì vậy nên là cái bài này nó hay cho chúng ta theo kiểu là đánh đánh lừa thị giác. Rất nhiều cháu nhìn thấy, ui bài này khó quá thôi bỏ không làm. Thế là rất phí các cháu ạ, các cháu nhìn kỹ nhá. Chúng mình hướng dẫn cho các cháu cách giải nhanh nhá. Nhá, chúng mình hướng dẫn các cháu cách giải nhanh này. Các cháu nhìn kỹ này, bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì ta có này, bên trong thằng này không có oxy. Vậy là chỉ oxy từ O2 chui vào CO2 và chui vào H2O thôi ạ. Vậy thì đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Bảo toàn nguyên tố oxy mình có hai lần số mol O2. Hai lần số mol O2 thì bằng hai lần số mol CO2 cộng với lại một lần số mol H2O. Ok chưa? Vậy thì hoàn toàn mình được này. Vậy suy ra số mol O2 sẽ bằng 2 nhân với 2,4 cộng với 1 nhân với 2,4 chia cho bao nhiêu? Chia cho 2 thì bằng 2 nhân 2,4 này, 2 nhân 2,4 cộng 1 nhân 2,4 bằng chia 2 bằng 3,6. 3,6.
Được chưa? 3,6 vậy mình tìm được số mol oxy bằng 3,6 thì hoàn toàn thế đây chúng ta nhân với lại 2,4 thì mình ra được thể tích bằng 80,64 lít. 80,64 lít các cháu nhé. Được chưa? 80,64. Đáp án đúng là đáp án cờ. Có, đúng không? Đáp án đúng là đáp án cờ. Ok. Đấy, rất là dễ đâu các cháu ạ. Những cái câu bài tập về ăn kem nhá. Nếu mà chúng ta học siêu khủng thì nó là có rất nhiều dạng bài khó. Nhưng bây giờ chúng ta đã học nền tảng. Học nền tảng mình chỉ cần làm những bài dễ dễ thôi. Miễn làm sao giải được bài tập là được. Được chưa? Câu 37, dịch bệnh nó như thế này mà. Câu 37, đốt cháy hoàn toàn V lít khí gồm CH4 và C2H4. Sẵn sàng nhá, chúng ta chữa tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít khí gồm CH4 và C2H4. Được chưa? Đốt cháy này thì oxy thu được CO2 là 0,15 mol, H2O là 0,2 mol. Được chưa? Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Đề bài hỏi giá trị của V, có nghĩa hỏi là thể tích bọn này thì bằng bao nhiêu. Ok. Đúng không? Đề bài hỏi giá trị của V. Thế thì đơn giản lắm. Rất đơn giản thôi. Bây giờ cái câu chuyện của chúng ta nó xảy ra như thế này. Các cháu có hai cách làm nhá. Các cháu thích làm cách nào cũng được. Còn chú Minh ấy thì chú Minh giải giải cách này cho các cháu dễ nhìn này. Đặt thằng này là A, đặt thằng này là B cho dễ pha. Thì ở đây chúng mình sẽ có này, phương trình thứ nhất là bảo toàn carbon nhá. Bảo toàn carbon này, A trong này một carbon thôi, 1A trong này có hai carbon này, 2B bằng này CO2 0,15 nhân 1, 1 nhân 0,15. Ok. Tiếp tục là bảo toàn hydro nhá. Bảo toàn hydro này, nhìn này, trong này có 4 hydro, 4A cộng với trong này có 4 hydro là 4B thì bằng này, trong nước này có 2 hydro này, 2 nhân với lại 0,2. Hoàn toàn tới đây chúng ta bấm máy tính giải hệ là chúng ta sẽ tìm ra được. 1, 2 này. 1 bằng này, 2 bằng này, 0,15 bằng này, 4 bằng này, 4 bằng này, 0,4 bằng này, 0,05. A bằng 0,05, B bằng 0,05. Được chưa? A bằng 0,05, B bằng 0,05. Ok, vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được tổng số mol bằng 0,05 cộng 0,05 thì tổng số mol hai này bằng 0,1. Ok chưa? Bằng 0,1. 0,1. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được thể tích của hỗn hợp này bằng 0,1 nhân 2,4. 0,1. 0,1 nhân 2,4 bằng 2,24. 2,24 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhá. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Sang câu 38 nhá. Sang câu 38 nhá. Sang câu 38. Một hydrocarbon X. Câu 38 này. Một hydrocarbon X. Một hydrocarbon X cộng với axit HCl. Được chưa? Theo tỷ lệ mol 1 chia 1. Được chưa? Đây là cộng với lại HCl theo tỷ lệ mol 1 chia 1. Chúng ta nhìn này, đáp án A, đáp án B, đáp án C, đáp án D, tất cả bọn này thì đều có chung công thức là CnH2n, đúng không ạ? Tất cả bọn này đều có chung công thức là CnH2n. Vậy ở đây mình coi thằng X là CnH2n cộng HCl theo tỷ lệ mol 1 chia 1 thì có phải nó tạo thành là CnH2n cộng 1Cl không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì ở đây đề bài nói là phần trăm khối lượng clo là 45,223. Vậy mình có này, phần trăm khối lượng của clo có phải là bằng, đây, anh này có một clo là 35,5 chia cho phân tử khối thằng này 12N, 12N cộng với 2N cộng 1, 2N cộng 1 cộng với lại Cl là 35,5. Được chưa? Như đề bài nói thì nó bằng là 45,223. Vậy là nó bằng là 0,45223. Chỗ này chúng mình hết chỗ viết rồi. Ok chưa? Vậy ở đây chúng mình sẽ giải ra nhé. Chúng mình sẽ giải ra, chúng mình sẽ có này, 12N cộng 2N là 14N ạ, cộng với lại 36,5 ạ, thì bằng 35,5 chia cho 0, 35,5 chia cho 0,45223 bằng 78,49. Thế là bằng 78,5. Hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được N. N sẽ bằng 78,5, 78,5 trừ đi 36,5 thì bằng 42. 14N thì bằng 42. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N. 42 chia 14 bằng 3. 42 chia 14 bằng 3. Bằng 3, vậy thì mình thế vào công thức này, mình sẽ suy ra được nó là C3H6. Ok. Câu 38 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nha. Chúng ta sang câu 39. Ôi, vậy là chúng ta chỉ còn mỗi câu 39 với lại câu 40 nữa thôi là chúng ta phải rời xa nhau rồi. Đấy. Các cháu chú ý nhá. Câu 39 này. Đen đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Đây đề bài cho là anken đồng đẳng kế tiếp, được chưa? Vậy ở đây mình có này, CnH2n trung bình đây,
số mol là 0,1, đốt cháy vào oxy này, thu được CO2 này và nước này, đúng không? Thế bây giờ chúng ta đi cân bằng phương trình nhé. Thì anh này là n, thì anh này cũng là n. Ok, thì số mol nó là 0,1 nhân n, 0,1 n, chỗ này cũng là 0,1 nhân n là 0,1 n. Ok chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ suy ra được là khối lượng của CO2, khối lượng của CO2 thì nó bằng là bao nhiêu đây? 44 nhân 0,1 n, 44 nhân với 0,1 n. Còn khối lượng của H2O thì bằng, khối lượng của H2O thì bằng 18 nhân với 0,1 n. Ok, đề bài nói là hơn kém nhau 6,76 gram. Vậy mình có MCO2 trừ M nước thì bằng 6,76. Hay nói khác, 44 nhân 0,1 trừ đi 18 nhân 0,1 thì bằng 6,76. Ok, vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được N, đúng không? Chỗ này là 4,4N trừ đi 1,8N thì bằng 6,76. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được N luôn, là 4,4 này trừ đi 1,8 này bằng này, bao nhiêu này? 6,76 chia N này bằng này 2,6. N của chúng ta bằng 2,6 nhé. N chúng ta bằng 2,6. Thế mà ở đây nói là đồng đẳng kế tiếp, chúng mình không bị lừa nữa, đúng không? Đồng đẳng kế tiếp. Vậy N trung bình bằng 2,6. Vậy thằng này lớn hơn 2, nhỏ hơn 3, đồng đẳng kế tiếp mà. Vậy một thằng là C2H4, một thằng là C3H6. Ok chưa? Ok chưa? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được một thằng là C2H4 và một thằng là C3H6. Đáp án đúng là đáp án A. Câu cuối cùng của buổi tối hôm nay. Câu cuối cùng của buổi tối hôm nay, câu boss của buổi tối hôm nay đây. Câu này chú thề với các cháu là chắc chắn có trong đề kiểm tra luôn. Chắc chắn có trong đề kiểm tra luôn. Các cháu mà kiểm tra bài ăn can với bài ăn ken thì 100% là có luôn. Thế nhá, nhìn nhá. X, Y, Z là 3 hydrocarbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Chú ý cái từ kế tiếp. Vậy mình có này, X này, Y này, Z. Và do nó là kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên ta luôn luôn có X hơn Y 14 đơn vị carbon, Y hơn Z 14 đơn vị carbon. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có là MZ trừ đi MX, đúng chưa? Thì bằng 14 cộng 14 thì bằng 28. Mặt khác đề bài nói chúng ta một điều là MZ bằng 2 lần MX. MZ bằng 2 lần MX. Vậy hoàn toàn giải cái hệ này mình tìm được MX của mình bằng 28 và MZ của mình bằng 56. Ok. Và với MX bằng 28 ạ, MX bằng 28 chúng ta chia cho 14, 28 chia 14 thì bằng 2, đúng chưa? Vậy thì công thức của nó sẽ là C2H4 và thằng gấp đôi nó sẽ là C4H8. Ok, vậy X của chúng ta là C2H4 nha. Còn Y của chúng ta là C4, thằng Z là C4H8 nhá. Vậy thằng nằm ở giữa chỉ còn một cách nữa là C3H6. Vậy mình tìm được thằng Y là C3H6. Đề bài nói đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y. Vậy là mình mang thằng C3H6 này 0,1 mol này mang đi đốt cháy, được chưa? Tác dụng với oxy thì mình thu được hỗn hợp gồm CO2 với H2O nhá, được chưa? Mình đi bảo toàn carbon thì 0,1 nhân 3 thì thằng này bằng 0,3, được chưa? Thấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 2 lít dung dịch BaOH2 lần. Vậy hấp thụ toàn bộ thế này vào BaOH2 lần, chúng ta có số mol BaOH2 lần bằng 0,1 nhân 2 thì bằng 0,2. Được chưa? Để tạo thành đây, tạo thành. Thế thì ở đây chúng mình có hai cách làm, chúng mình làm cách cổ điển nhá. Chúng ta có này, OH trừ này chia cho CO2 này, OH trừ chia cho CO2 thì bằng bao nhiêu? Đây 0,2 nhân 2 thì bằng 0,4. 0,4 mà chia cho 0,3. 0,4 chia 0,3 thì bằng bao nhiêu các cháu ơi? 0,4 chia 0,3 thì bằng 1,33. 1,33. 1,33. 1,33 này thì lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Một tương ứng với việc tạo thành HCO3 trừ, hai tương ứng với việc tạo thành CO3 2 trừ. Ok, được chưa? Thế thì ở đây chúng mình có này, thằng này là 1, thằng này là 2, thằng này là 1,33. 1 trừ 1,33 bằng 0,33, 2 trừ 1,33 bằng 0,67. Thằng này chia thằng này bằng 1 chia 2. Vậy chúng mình đặt CO3 2 trừ là A thì HCO3 2 trừ là 2A. Tới đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon chúng mình có carbon đầu tiên nằm ở trong CO2 là 0,3 thì bằng carbon sau nằm ở trong CO3 là A và HCO3 trừ là 2A. Đến đây chúng ta tìm được A bằng 0,1. Hay nói khác, số mol CO3 2 trừ bằng 0,1. Được chưa? Được chưa? Thế thì do này, số mol CO3 2 trừ bằng 0,1,
CO3 2 trừ bằng 0,1, Ba2 cộng bằng 0,2, Ba2 cộng bằng 0,2. Vậy tác dụng với nhau thì mới tạo thành kết tủa BaCO3. Vậy BaCO3 này, kết tủa này phải tính theo thằng nhỏ hơn. Thằng nhỏ hơn ở đây là thằng CO3 2 trừ là 0,1, tính theo 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của kết tủa là 0,1 nhân 197. 0,1 mà nhân 197 thì bằng 19,7. Đáp án đúng của chúng ta là